Hey, hello everyone. Welcome back to our lesson. So we have almost finished Unit 1, My New School, because this is the last lesson. Lesson 7, Looking Back and a Project. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với cả bài học của chúng ta. Hôm nay là bài cuối cùng trong phần Unit 1, My New School. Hôm nay thì chúng ta đơn giản thôi, mình không học những kiến thức mới gì cả, mà cô chỉ có ôn lại cho các em những kiến thức cũ bằng việc chúng ta làm các cái bài tập ở trong sách nhé. Các em có thể dở sách trang 14 và chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt giải quyết tất cả những bài tập trong này. Trong khi làm bài tập thì chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức mà chúng ta đã học được. Ok, the first part of the looking back section is vocabulary. Cái phần đầu tiên trong cái bài ngày học ngày hôm nay, looking back, ôn tập lại chính là phần về từ vựng các em ạ. Ngay bây giờ thì cô sẽ cho các em làm bài tập đầu tiên. Rất là đơn giản. Chúng ta nhìn vào những cái hình, những cái bức tranh của các cái hình này. Trên màn hình của em là có 6 cái hình ảnh khác nhau của những đồ vật, đúng không nhỉ? Và bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải viết tên của những cái đồ vật đấy vào trong ô trống này. Ok, you write words that match the pictures. Nào, hình ảnh đầu tiên, number one, các em nhìn thấy là gì nhỉ? Nó chính là cuốn từ điển, đúng không? Cuốn từ điển, các em còn nhớ cuốn từ điển viết thế nào và đọc thế nào không? Ok, it's dictionary. Dictionary. Em nhớ em đọc, chú ý mình sẽ phải đánh dấu, nhấn vào cái âm tiết mà mình cần phải đọc nhanh, to hơn, dài hơn, mạnh hơn. Thì đó chính là trọng âm. Đó là âm tiết đầu tiên. Dictionary. Dictionary. Good. Rồi number 2. À, các em nhìn thấy có hai bạn học sinh. Nhưng đây người ta không muốn nói đến học sinh các em ạ. Mà cụ thể ở đây là nói đến cái bộ đồng phục mà các bạn ấy đang mặc. Vậy cái từ đồng phục là gì còn nhớ không? Đó là uniform. Rồi tiếp theo mình có hình gì đấy nhở? Các em nhìn có thể là hơi mờ một tí. Nhìn trong sách thì nó sẽ rõ hơn. Đây chính là cái gọt bút chì. Mình còn nhớ gọt bút chì là gì không? Bút chì là pencil. Và cái gọt để làm cho bút chì sắc hơn nó là sharpener. Vậy mình có cái từ là pencil sharpener. Pencil sharpener. Chú ý đọc nhé. Pencil trọng âm đầu tiên này. Sharpener cũng đầu tiên luôn. Cô đánh dấu như thế này. Mình đọc lại nhé. Pencil sharpener. Good. Tiếp theo, number 4. What is in number 4? Số 4 là gì đấy nhỉ? Nó là một quyển vở, các em ạ. Quyển vở hay là quyển tập vở hoặc là tập. Chính là notebook. Notebook. Good. Trọng âm đầu tiên nhé. Notebook. Xong. Number 5. À, nhìn có thể hơi khó một chút khi ở trên màn hình thì nó không được rõ. Thì mình nhìn vào trong sách, nó chính là cái gì mà để mình có thể vẽ được hình tròn một cách chính xác nhất nhỉ? Đó là compass. Và tiếng Anh là compass. Compass. Chính xác. Và cuối cùng các em nhìn đây, nó là một cái máy tính cá nhân dùng để tính toán các con số. Đó là calculator. Calculator. Trọng âm đầu tiên, đây là một từ có 4 âm tiết. There are 4 syllables and the first one is stressed. Calculator. Xong, cô sẽ giúp các em đọc lại từng từ một nhé. Dictionary. Dictionary. Good. Uniform. Uniform. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Good. Notebook. Notebook. Compass. Compass. Good. And calculator. Calculator. Ok. Tốt rồi. Vậy đây là những cái vật dụng, đồ dùng, những cái gì liên quan đến việc học tập của chúng ta. Đúng không nhỉ? Và tiếp theo mình sẽ đi sang một cái bài tập nữa. Bài tập để ôn lại cách sử dụng của bốn động từ. Các em còn nhớ không nhỉ? Đó là play, do, have và study. Ok, tiếp theo nhá. Ok, match the words in A. This is the words in A with the ones in B. This one. Nhiệm vụ của em rất đơn giản thôi. Các em hãy ghép, hãy nối những cái động từ ở bên cột A, bên tay trái với những cái từ ở bên tay phải để tạo thành một cái cụm mà nó đúng về cả ngữ nghĩa và ngữ pháp. Đầu tiên mình có từ study. Nào, study, học. Mình sẽ nói học cái gì trong này thì hợp lý không? À,
sẽ là Study Vietnamese, các em ạ, học một cái ngôn ngữ nào đó mà cụ thể ở đây nó chính là tiếng Việt đấy. Vậy one sẽ được nối với cặp be. One, be, good, study Vietnamese. Next, do. Mình có do sẽ nối với cái từ nào nhỉ? Do the piano, do exercise, do breakfast. No, do exercise. Chính xác, do exercise là tập thể dục. Tiếp theo mình có từ play. Play, có nói play breakfast không? À không, phải là play the piano, là chơi. Chơi đàn piano, chơi đàn dương cầm. Và cuối cùng tất nhiên mình có have. Have breakfast là ăn bữa sáng. Rồi, vậy thì những động từ khác nhau này nó cũng đi với những cái danh từ khác nhau. Hay còn thể nói ngược lại, không phải là những cái danh từ nào nó cũng đi chung với một cái động từ để tạo thành một cái cụm có nghĩa đúng và đúng cả về mặt ngữ pháp nữa. Các em sẽ phải học cái cách dùng của những động từ và danh từ đi với nhau, nó tạo thành từng cụm. Cô nói lại này, mình có study Vietnamese, do exercise, play the piano, have breakfast. Nói về phát âm một chút nhé, mình có trọng âm của từ piano vào trọng âm thứ hai này, âm tiết thứ hai được nhấn nhé. Piano, Vietnamese thì âm tiết thứ 3 được nhấn này. Tiếp theo exercise học rồi, âm tiết đầu tiên. Breakfast, âm tiết đầu tiên. Đọc lại nhé. Piano, Vietnamese, exercise and breakfast. Nhớ âm cuối, stutter. Chỗ này là âm z, đây cũng là âm z. Good, xong. Nào bây giờ để củng cố thêm về cái cách sử dụng của bốn cái động từ study, do, play và have thì mình sẽ làm một bài tập nghe kết hợp vừa nghe và mình sẽ học lại cách sử dụng luôn. Và ngay bây giờ thì cô sẽ cho các em nghe một cái bài mà là giáo viên bản xứ sẽ nói cho các em chứ không phải là cô nói. Ok được không? Vậy ngay bây giờ thì các em sẽ được nghe giáo viên bản xứ nói và mình sẽ nghe để điền vào từng cái nhóm một nhá. Em nghe được play cái gì đó, em sẽ điền vào những cái phần còn trống này, giống như do, study và have. Unit 1, page 14, looking back, activity 3, listen, then write down the words you hear in the correct places. Play music. Do homework. Study new words. Have a new book. Do morning exercise. Play badminton. Have English lessons. Study geography. Play sports. Ok rồi, vậy là các em vừa mình nghe giáo viên bản xứ đọc toàn bộ những cái cụm từ đi với bốn động từ này đấy, play, do, study và have. Các em đã có điền được không nhỉ? Mình có điền được hết tất cả những cái từ đi kèm với động từ này không? À, có bạn có thể điền được hết rồi, có bạn vẫn bảo là nghe chưa hết thì các em có thể nghe lại một lần nữa. Nhưng sau đây thì cô sẽ giúp các em chữa những cái phần này nhé. Và chính cô sẽ đọc lại từng cái từ đấy thật là chậm cho các em. Rồi các em sẵn sàng chưa nhỉ? Nào, bây giờ mình sẽ nghe cô đọc lại phần này nhé. Play music. Play music. Vậy là từ đầu tiên chính là music. Music. Next, do homework. Do homework. Tiếp theo mình có từ homework và nó đi với cả động từ là do. Next, study new words. Study new words. Học từ mới. New words. Okay, good. Next, have a new book. Have a new book. Có một quyển sách mới, have a new book. Do morning exercise.
Do morning exercise. Tập thể dục buổi sáng. Do morning exercise. Play badminton. Chơi môn cầu lông. Play badminton. Chơi cầu lông. Have English lessons. Have English lessons. English lessons. Good. Study geography. Study geography. Geography. Okay. And play sports. Play sports. Là chơi thể thao. Play sports. Okay. Xong. Như vậy là mình đã điền được hết những cái từ đi với các động từ ở trong bốn nhóm khác nhau rồi đấy. Cô đọc lại nhé. Play music, play badminton, play sports, do homework, do morning exercise, study new words, study geography, have a new book, have English lessons. Okay, good. Rồi, rất tốt. Bây giờ các em sẽ chuyển sang một cái phần ôn tập mới là phần ngữ pháp. Được chưa nhỉ?